Trước hết thì qua tìm hiểu biết là cái đồ cái cửa hàng đồ gỗ Tùng Tám ấy là cũng là một cái cửa hàng có cái xưởng có quy mô khá là lớn. Dạ vâng. Và làm rất nhiều các cái đồ gỗ mà có cái yêu cầu kỹ thuật cao. Dạ. Bạn cũng đã lắp được rất nhiều các cái nơi, sau đó thì tôi cũng tín nhiệm và đặt cái bộ hoành phi khô đối cho gia đình nhà mình. Đấy. Sau khi mà lắp đặt hoàn chỉnh cũng ghi nhận. Dạ vâng. Là cửa hàng làm ăn rất là nghiêm túc, cẩn thận. Rồi. Chất lượng sản phẩm cũng đạt yêu cầu tốt. Thì cho xoay mặt rồi, cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Thì chúc bác và gia đình là chuẩn bị là đón Tết là thật nhiều sức khỏe. Vâng. Ok. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu năm 2021 thì hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cho gia đình nhà bác Thành nhỉ. Vâng, ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, một bộ hoành phi câu đối đại tự. Còn chiếc đệm gỗ đây thì trước mặt quý vị là bộ đại tự đây chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao cho gia đình đây. Đây là không gian cái phòng thờ của gia đình đây. Thì cái bộ sản phẩm này là bác Tâm bác nhà, đúng rồi. Bác Tâm thì bác ở Hà Nội thì bác cũng có mua về cho gia đình. Đó, thì hôm nay tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với gia đình bác, cũng như là giới thiệu một chút về bộ đại tự này. Cái bộ đại tự này thì bao gồm có 3 món, một bức hoành phi ở giữa này, có kích thước là 1m97 và cao là 67, ba chữ ở giữa là đục là ba chữ Đức Tiêu Quang. Đó, kết hợp với cái cảnh tứ quý. Đó, và cái sản phẩm này thì đã được sơn son và thiếp vàng rồi quý vị nhé. Rất là bền. Hai bên câu đối là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhân Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ý nghĩa của cái bộ đại tự này, những lời răn dạy của các cụ dành cho con cháu. Đó, thì quý vị nào có nhu cầu mà muốn mua sắm và lắp đặt cho phòng thờ nhà mình những cái bộ đại tự hoặc là như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi còn có rất nhiều các mẫu khác như là cuốn thư câu đối như vậy thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng thì ở tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ và có số điện thoại là 0987 510 816. Thì cháu cũng xin luôn cái bác Tâm một chút ý kiến lúc này cháu lắp đặt cho gia đình mình cái bộ này thì bác cho cháu xin lời cảm nhận luôn. Vâng. Trước hết thì qua tìm hiểu biết là cái đồ cái cửa hàng đồ gỗ Tùng Tám ấy là cũng là một cái cửa hàng có cái xưởng có quy mô khá là lớn. Dạ vâng. Và làm rất nhiều các cái đồ gỗ mà có cái yêu cầu kỹ thuật cao. Bạn cũng đã lắp được rất nhiều các cái nơi, sau đó thì tôi cũng tín nhiệm và đặt cái bộ hoành phi câu đối cho gia đình nhà mình. Đấy. Sau khi mà lắp đặt hoàn chỉnh cũng ghi nhận. Dạ vâng. Là cửa hàng làm ăn rất là nghiêm túc, cẩn thận. Chất lượng sản phẩm cũng đạt yêu cầu tốt. Thì cho xoay mặt rồi, cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Chúc bác và gia đình là chuẩn bị là đón Tết là thật nhiều sức khỏe. Ok mọi người nhé, mọi người nào quan tâm thì nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi được thêm những cái clip sản phẩm khác của chúng tôi. Xin chào mọi người.